thực hiện đề án kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Huyện Đắc Hà chủ động đổi mới cách thức và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, phổ biến các nền tảng số và bộ công cụ phục vụ quản lý nhà nước, thực thi pháp luật về chuyển đổi số, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế và nhân sự, thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số, duy trì hoạt động các đầu mối chuyển đổi số, tổ công nghệ số cộng đồng đồng thời vận dụng hiệu quả nền tảng học trực tuyến để nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, phát triển kỹ năng số cho cán bộ công chức viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước theo hướng tự học, tự kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ chứng nhận theo quy định. Huyện phấn đấu đến năm 2025, 100% cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện phân công đầu mối thực hiện nhiệm vụ giải pháp chuyển đổi số 100% tổ chức cá nhân trong mạng lưới chuyển đổi số được tiếp cận và sử dụng các nền tảng số và bộ công cụ sử dụng thống nhất toàn quốc. Đến năm 2030 đảm bảo mạng lưới chuyển đổi số trên địa bàn hoạt động hiệu quả, gắn kết chặt chẽ, phối hợp đồng bộ trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo định hướng của chính phủ, hướng dẫn của các bộ ngành trung ương và của tỉnh.